Ok, hello, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duy Khả Gaming. Và Duy Khả chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha mày. Và ở video này thì Khả sẽ show cho anh em một set đồ thiên nhẫn đao, một set đồ cực kỳ VIP của server này nha anh em ơi. Hôm trước Khả có hỏi ý ảnh thì nói chung là ad này chưa đánh tống kim bao giờ, nên là lên tốt tống kim thì cũng hơi khó, ảnh chưa đánh tống kim anh em. Còn đầu tiên thì Khả sẽ cho anh em chiêm ngưỡng cái dàn đồ của anh ta, một cao thủ của bang Thiên Sơn. Lúc trước thì bang của Khả, nhưng mà Khải cho anh ra bàn, anh qua Thiên Sơn anh chơi. Ok, đầu tiên chúng ta sẽ đợi đến gia chiên. Gia chiên này thì anh em bên bang Khải bán cho anh này với giá 3 triệu Việt Nam đồng. Với giá 3 triệu Việt Nam đồng anh em tính ra là khoảng 45 kim thôi. Với 45 kim gia chiên này khá là rẻ, tại vì hôm trước Khải trung gian cho anh này nên là Khải biết được giá rõ của giá trị của cái gia chiên này. 45 kim quá rẻ anh em, tại vì là Khải trung gian giùm mà. Theo thằng người cái giá chiên này bèo lắm, nó phải nằm giá phải hơn 60 kim nữa. Anh mua được 45 kim thôi, quá rẻ, trong bang mình bán cho anh. Rồi, cái áo phục hồi 40, kháng banh 15, lấy cho mình dòng sinh lực cao 106. Với giá chiên kháng lôi nè, đáng lý anh phải bận cái áo phục hồi 40 kháng lôi nó mới đủ hiệu ứng kháng lôi nè. Anh bận kháng banh cũng như này cũng chả được gì, cái áo này coi như là không ổn rồi. Nếu mà Khải phải mang phục hồi 40 kháng lôi thì nó mới đẹp. Hoặc là server chưa có áo kháng lôi nào đỡ hợp lý để anh mang nè. Đó, tại vì server chưa có áo kháng lôi nhiều. Rồi chúng ta tiếp tục sẽ qua cái nón. Nón sẽ là một cái nón 140 sinh lực 73 dòng 1. Nón này khá đẹp trai, tụi lại phát anh em nhìn không. Nói chung là nhìn cái ngoài trang bên ngoài khá đẹp trai, giống như Khải luôn đó. Ngược lại là chỉ mang cái chùy thôi đó. Một cái chùy sinh lực 111 và 45 chậm, 45 chậm đó. Cái nón này với cái chùy khá là đẹp. Ngoài bao tay, bao tay kháng độc 24, sinh lực 1 lực 1/11x. Bao tay sinh lực 1 lực rất đẹp luôn. Tiếp tục ngọc bòi kháng độc 25, dòng 1 sinh lực 1 lực luôn. Đồ anh này sinh lực 1 lực khá đẹp nè, thiên nhẫn nỗ lực như thế này đánh 3 cháy bùa chát nè. Rồi nhẫn trên. Rồi cái nhẫn này là anh mua Khải này. Ở cái video trước thì anh mua Khải cái nhẫn này với giá là 8 kim, nhưng mà Khải quên làm clip anh em. Khải quên làm clip cái nhẫn này. Khải bán nhưng mà Khải quên làm mất. Rất đáng tiếc cho không làm cho anh em xem cái nhẫn này. Nhẫn này nhẫn thổ hôm trước Khải sang bot ra anh em, Khải bán 8 kim, nhưng mà Khải không làm clip cho anh em xem. Rồi dây, nhẫn này kháng banh 22, sinh lực 1 lực và 40 làm chủng động. Dây, dây cũng khá đẹp, 34, 23, 40, 83 sinh lực. Đây là nhẫn đao nha anh em. Rồi đai lưng, đai lưng hiệu ứng 40 choáng, sinh lực nội lực và 11 kháng hỏa. Nhẫn, ui hiệu ứng quá đẹp, cái nhẫn hiệu ứng quá đẹp em nhìn xuyên qua này. Nè, cái nhẫn này em, nhẫn chón và kháng hỏa sinh lực lực luôn. Đó, nè, hiệu ứng 80 này, 80 làm chậm từ nón với vũ khí. Đó, quá đẹp này chưa. Đó, tiếp tục là 80 làm chậm, quên 80 chón từ đai lưng với nhẫn. Đó. Tuy kháng không được cao nhưng mà anh build đồ cho một set đồ cực kỳ đẹp về cái hiệu ứng mắt ọp và kháng thì trên 10. Đấy. Tầm này tiền không anh em. Cái nhẫn này hôm trước Khải có hỏi thì anh mua được 12 kim. Cho cái nhẫn này Khải mua thì quá đẹp luôn em. Mua với cái nhẫn này 12 kim thấy Khải thấy quá ok. 12 nhẫn thử thì quá ok. Khải đang tìm cái nhẫn này mà mua chưa có nè. Đó, rồi cái nhẫn này thì có cho mình hiệu ứng làm chậm 80. Cái nhẫn này cực kỳ trâu nè em ơi. Set đồ này phải hơn Khải tính sơ sơ là phải hơn gần chục triệu anh em. Rồi tính sơ này, Khải tính cho em xem nha. Cái này mua 3 triệu. Cái này 3 triệu nha. Rồi cái nón dùng một cái vũ khí này thì Khải nghĩ hai cái này sinh lực cao, hai cái này nó sẽ dao động tầm khoảng 8 kim đến 10 kim. Cho 10 kim đi, 10 kim thì cho khoảng 8 kim đi, cho khoảng 500k tầm cái này, 500k cho chọn nha. 3 triệu rưỡi với cái áo này khoảng áo này khoảng đẹp, rất đẹp. Áo này khoảng áo này theo Khải nghĩ áo này khoảng 300k là 3 triệu 8 với cái giày này khá là đẹp luôn. Giày này chắc Khải anh mua chắc theo Khải dự đoán rồi nha. Còn anh mua bao nhiêu Khải không rõ, nhưng Khải cái giày này còn 8 kim 500k đi là 4 triệu 3 4 triệu 3 với cái này rồi. cái này 3 triệu này, 3 triệu rưỡi, 4 triệu, 3 triệu 8 này, 3 triệu 8 với cái này 5 xây là 4 triệu 3. 4 triệu 3 có đai lưng này, đai lưng này hôm trước có hỏi mua như là 7-8 kim rồi đó. Cho 8 kim đi, 8 kim với cái nhẫn 12 kim 20 kim khoảng dao động không 1.4 triệu nữa. 1.4 triệu với 4 triệu 3 là 5 triệu 7 rồi.
57 cái nhẫn trên này anh mua Khải hôm trước, Khải mua 8 kim là 600k, 57 là 6.3 triệu, tính ra set đồ của anh thì nằm giá phải hơn 8 triệu rồi, tính luôn sát ạc này phải hơn 10 triệu nè, tính luôn sát này phải hơn 10 triệu. Con người này vĩnh viễn này đó, hôm trước anh bán Khải nhưng mà Khải không có mua. Tính ra set đồ này quá đẹp nè mày, thiên nhẫn mà đồ làm chậm 80 rồi chón 80, thời gian chống độc 80 đó, quá chấp. Rồi anh em xem clip của anh em của anh Thiên Nhẫn Thiên Ngòi dân thường này thì đừng quên để lại một like chia sẻ ủng hộ nha mày. Và Khải sẽ cố gắng theo dõi server và sẽ sau những cái ạc đồ khủng và ạc top tống kim này nọ cho anh em xem sơ qua để có thể biết được server nó như thế nào nha anh em. Và server này là server Hàn Sơn open vào ngày 6 tháng 3. Này cũng được hơn 1 tháng rồi em ơi. Và Khải xin phép tạm dừng video tại đây nha. Chúc anh em vui vẻ nha. Đẹp quá đẹp anh em ơi. Chúng là hôm trước mua ạc, anh mua ải là đồ khá là nhiều.